ví dụ như là bảo rằng thầy thuốc là làm sai một phát ấy thì có chết có người ấy, đúng không ạ? Nhưng mà thầy giáo mà sai một phát là chết cả thế hệ, thầy phong thủy mà sai một phát thì thôi là đi cả làng. Nghe nói thầy phong thủy khi mà làm việc thì sẽ bị tổn phước, thì có đúng không ạ? Nếu đúng thì làm cách nào để có thể tích phước ạ? Chúng ta lo lắng một câu, tôi bảo là làm thầy thì rồi con cái thì đều bảo cái nói cái kia, đúng không ạ? Về cơ bản thế này, cái nghề tích được nhiều phước đức nhất đấy thì cũng chính là nghề làm thầy. Tuy nhiên cái gì nhiều thì nó cũng bị vơi nha, vơi phúc nhanh nhất đấy thì cũng làm thầy. Cho nên thành ra là ví dụ như là bảo rằng thầy thuốc mà làm sai một phát ấy thì có chết có người ấy, đúng không ạ? Nhưng mà thầy giáo mà sai một phát là chết cả thế hệ, thầy phong thủy mà sai một phát thì thôi là đi cả làng, đúng không ạ? Đặt cho cả làng mà. Nhưng mà thực tế như này, tất cả những cái điều đấy nó chỉ là những cái thứ bên ngoài để chúng ta làm việc cho thực là cẩn thận thôi, để chúng ta thực sự là cẩn thận thôi. Cái nghề phong thủy là nghề tích phước, tôi khẳng định với anh chị. Khi chúng ta đã có cái đạo ở trong người, đúng không ạ? Chúng ta có đạo ở trong người. Thứ hai, chính là chúng ta có kiến thức đúng, thì không cái nghề nào mà tích phước được bằng cái nghề này. Nói thật với, tức là chia sẻ với anh chị là với bản thân tôi là thay đổi cả cuộc đời tôi. Cái nghề này là nghề chúng ta làm để chúng ta tích phước, chứ không phải làm để chúng ta làm cho nó mòn phúc. Chính vì vậy cho nên tôi mới phải có cái bản tuyên ngôn, tức là bản cam kết là chúng ta chỉ làm khi và chỉ khi. Và cái điều đấy sẽ giữ cho chúng ta sẽ không bao giờ bị tổn thương. Chúng ta phải có cam kết ở trong nghề của chúng ta. Thì những cái cam kết đấy nó chỉ được viết trong khoảng 5 dòng thôi. Mỗi dòng nó có khoảng 5 điều, mỗi điều khoảng 2 hàng đến 3 hàng. Cam kết với tôi điều đó. Chứ có một cái nghề mà chúng ta không phải làm bất kỳ một cái gì cả. Cái nghề làm thầy là không bao giờ được phép, không bao giờ có chuyện phải làm. Chúng ta chỉ có thể phải làm khi và chỉ khi người đấy là ân sư của thầy ta, và người đấy phải có ơn cứu mạng ta, hoặc người đấy hỗ trợ giúp đỡ ta trong những cơn đen bực cận. Và đến lúc này chúng ta mới phải trả, mới phải làm một cái việc gì đó. Và trên đời cũng phải làm bất kỳ một việc gì đó. Giống như bảo là thì tôi hỏi, chúng nói là tổn cước, những bác sĩ đi cứu người đúng không ạ? Người bảo là người đấy bị nghiệp thôi anh em, là mới bị thế, bây giờ cứu người ta sống thì ai gánh cái nghiệp đấy, đúng không ạ? Thế thì bác sĩ cũng phải có cái người lão vui, phải có lời thề Hippocrates của người ta để giữ cho cái tâm người ta. Thì đối với nghề sư phụ của chúng ta cũng phải có một cái để giữ cho thân chúng ta, đúng không ạ? Thầy giáo có cam kết của thầy giáo, đúng không ạ? Thầy thuốc có cam kết của thầy thuốc, thầy pháp có cam kết của thầy pháp, và thầy phong thủy có cam kết của thầy phong thủy, thì chúng ta sẽ giữ được cái phước của chúng ta bền vững. Đó, nó phải quy tắc, đôi chứ không cứ làm bừa thì chắc chắn. Nhưng mà khi chúng ta có quy tắc rồi thì chúng ta sẽ tích được cái phước đức cho mình.